Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Xe 365 của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Luân xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Xe 365 trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay thì Luân sẽ tiếp tục cái series hướng dẫn sử dụng xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V số tự động 2021. Và sau đây Luân sẽ mời các bạn vào trong xe để cùng Luân trải nghiệm các cái chức năng trên xe, giả sử như là các cái phím chức năng trên vô lăng này, màn hình bảng đồng hồ này, màn hình DVD, điều hòa tự động, cũng như là các cái chức năng trên cần số. Vâng, sau đây Luân xin mời quý vị và các bạn cùng Luân vào trong xe để trải nghiệm các chức năng. Vâng, và hiện tại thì Luân đang có mặt trong nội thất của chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 2021. Thì sau đây Luân sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn, thứ nhất là kết nối Bluetooth với màn hình DVD trên Corolla Cross, và thứ hai là sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn kết nối điện thoại thông minh với màn hình DVD và hiển thị sử dụng các cái chế độ như map, bản đồ ở trên màn hình DVD. Đó, thì hiện tại bây giờ Luân sẽ hướng dẫn đầu tiên là kết nối Bluetooth. Quý vị và các bạn có thể thấy đây là giao diện màn hình của cái xe Corolla Cross này. Đó, thì quý vị có thể vuốt sang các bên này để mình chuyển các cái ứng dụng. Đó, sau đây Luân sẽ vào phần menu chính đi. Thứ nhất chọn Bluetooth này. Được chưa? Đây, trên máy mình sẽ có kết nối bật cái chức năng là Bluetooth lên. Được chưa? Đấy. Đấy. Mình sẽ vào phần cài đặt. Đây ạ, có phần Bluetooth, quý vị và các bạn có thể thấy đây. Và mình bật on trên màn hình lên và ấn vào thêm thiết bị và tìm kiếm. Được chưa ạ? Đây, hiện tại đang kết nối với điện thoại của mình rồi. Mình sẽ kết nối OK. OK. Được chưa? Sau khi kết nối thì trên máy điện thoại của mình sẽ hiển thị các cái thông báo là yêu cầu là truy cập vào thứ nhất danh bạ này, hay là kết nối với cuộc gọi, thì quý vị có thể chia sẻ cấp phép cho màn hình nó truy cập vào các cái tính năng đó. Thì trên này mình sẽ có thể gọi điện này. Đây. Đấy, đây cái danh bạ liên hệ này. Đấy, quý vị có thể gọi này, gọi luôn này. Đấy, rất là tiện lợi. Theo số mình sẽ ấn sẵn luôn. Đấy, thì quý vị thao tác rất đơn giản thôi. Và tiếp đến thì Luân sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn kết nối với màn hình DVD sử dụng chức năng Google Map bằng dây cáp. Thì máy của Luân là máy Samsung A31 và một cái dây cáp các bạn cần phải chuẩn bị trước. Đó, sau đây là cái cổng USB này, mình cắm dây vào. Rồi, tiếp đến là cắm vào cái đầu của điện thoại. Rồi, sau đó cấp phép. Thì hệ thống nó tự động nó sẽ cập nhật màn hình, xe nó sẽ tự động có cập nhật với cái điện thoại đồng bộ này. Còn nếu mà quý vị nào điện thoại không có cập nhật thì mình có thể truy cập vào cái trình duyệt web Google cho me hoặc là trình duyệt ở trên điện thoại. Mình sẽ search cái cụm từ là Android Auto APK, mình sẽ download về để cài đặt. Đây thì hiện tại là quý vị các bạn có thể thấy là khi mình cắm điện thoại cái là các cái chức năng đã kết nối rồi. Đây, chức năng Android Auto được kết nối với điện thoại thông minh. Đây, đầu tiên sẽ có map này, nghe nhạc bằng phần mềm Spotify này, podcast này, nghe điện thoại này. Đấy, ngoài ra có phần cài đặt thì quý vị có thể cài đặt ở đây. Đó, được chưa? Cài đặt các thông tin. Tiếp đến đây mình có thể đặt lời nhắc này, nghe lịch này, thời tiết này, thì cái này là những cái cần thiết thì Luân đã set rồi. Thì trong phần map Luân sẽ đi sâu vào một chút, thì hiện tại nó sẽ hiển thị các cái chức năng như là định vị đây, chi tiết vị trí đây, đang ở 315 Trường Chinh, Tô Gia Anh Xuân đây rồi. Đấy, còn quý vị nào mà cần search địa điểm thì mình có thể search trên này, được chưa ạ? Đấy, tất cả các chức năng trên này mình sẽ lưu, có các dung danh mục luôn. Đây, hiển thị nhà hàng này, trạm xăng này. Rất là tiện dụng khi mà quý vị mà vừa lái xe thì mình có thể tìm kiếm các cái trạm xăng mà trong quá trình hết xăng luôn. Đấy, nó sẽ hiển thị luôn này. Đây là đầu đường láng sẽ có một cây này. Đấy, rất là tiện dụng đúng không quý vị? Đây là phần map. Đấy. Đây, còn lại. Okay, chưa? Đây, mình sẽ có cái chọn hướng dẫn này. Được chưa? Chọn tuyến đường này, tránh đường cao tốc mình có thể tự động reset này. Đấy.
Ok, mình search về Hai Bà Trưng đi. Hai Bà Trưng Hà Nội đây. Đấy, nó sẽ hiển thị quãng đường luôn này. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy rất là chi tiết luôn. Đấy ạ, có quãng đường luôn này. Được chưa ạ? Rất là tiện dụng đúng không quý vị và các bạn? Đó là phần kết nối điện thoại thông minh với màn hình DVD trên Toyota Cross. Đấy, được chưa ạ? Đấy. Đấy là các cái tính năng kết nối. Ngoài ra thì quý vị có thể là nghe FM này, nghe FM đài này, đấy, cắm USB, điện thoại, thiết bị thông minh. Và có phần mềm nữa là mình có thể xem view 360 độ trên cái màn hình này, kiểm tra. Được chưa ạ? Rất là rõ nét đúng không ạ? Và một tính năng nữa là cái chế độ kết nối wifi. Đây ạ, quý vị có thể thấy. Mình sẽ bật wifi lên này. Đó, trong này sẽ có Tô Thanh Xuân, mình sẽ kết nối vào. Được chưa ạ? Đấy, đã kết nối rồi đấy ạ. Và ngoài ra thì các phần cài đặt của cái màn hình DVD luôn sẽ đi nhanh. Thứ nhất là phần cài đặt hệ thống có ngôn ngữ này, đồng hồ này, các cái tính năng. Tiếp đến là phần cài đặt âm thanh, điều chỉnh các cái mức độ âm thanh mà quý vị mà khi mà nghe nhạc. Tiếp đến là phần hiển thị. Đây, tương phản này, máy ảnh này. Đó, cái này thì mình sẽ do tùy nhu cầu của bạn thôi ạ. Bluetooth thì bọn mình hướng dẫn rồi, wifi, được chưa ạ? Thì vừa rồi thì Luân vừa hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết. Thứ nhất là màn hình DVD trên Toyota Cross, và thứ hai là cách kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, và tiếp đến là sẽ là kết nối màn hình DVD với điện thoại thông minh thông qua cáp cáp dây cắm vào cổng USB để sử dụng chức năng Google Maps. Đấy, thì trong quá trình sử dụng, quý vị nào cần hỗ trợ hướng dẫn chi tiết thì quý vị có thể là gọi điện đến cho đội ngũ xe 365 theo số hotline 096 1973 116 để chúng tôi hỗ trợ quý vị và các bạn. Vâng, và nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký.